Xin được chúc mừng công chúa Thụy Điển. Kính thưa quý vị, và chuyển sang một bản tin khác thì buổi ra mắt bộ phim Whiskey Tango Foxtrot, một bản tin đến từ New York cho biết bộ phim Whiskey Tango Foxtrot đã có buổi ra mắt khán giả vào ngày thứ hai vừa qua tại New York. Nữ diễn viên đang được nhiều khán giả mến mộ là Tina Fey đã được nhìn thấy tươi cười trên thảm đỏ. Trong phim thì nữ diễn viên hài đóng vai chính là Kim Baker, một phóng viên chiến tranh tại Afghanistan. Tuy nhiên do còn non kinh nghiệm, nhân vật này đã gây ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, đồng thời vướng vào một mối tình với chàng đồng nghiệp đến từ Tô Cách Lan. Frey cho biết là nhân vật trong phim của cô có một cuộc đời buồn chán nên cô muốn tìm kiếm những gì mới lạ. Bộ phim này dựa trên một câu chuyện cuộc đời có thật của phóng viên Kim Baker và quyển sách hồi ký của cô. Phim này được công chiếu vào thứ Sáu ngày 4 tháng 3 tới đây. Exposure. Pretty good for you too. These assholes tried to shoot us. Who robbed Baker? Guess so. Last night, what happened? The usual Kabul happened. Today, Kabul's first licensed female driver, Gulbahar Yousefi, hits the road in the first. That sucks. That sucks for women.